Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi thử thách cấm khóc nha các bạn. Ok, và nếu các bạn thích video này đừng quên nhấn like và đăng ký cho mình nha. Đây là thử thách mình tự đặt nên các bạn ở trên đó, các bạn thấy không? Phim mình ơi, xin đừng qua sông đó, cái đường link thì mình để dưới nha. Ok, bây giờ chúng ta coi thử thách cấm khóc nha các bạn. Ok, nghe cho rõ nha. Đây là bộ phim tình cảm đẫm nước mắt nhất ở Hàn Quốc. Diễn viên chính không phải là siêu sao thần tượng nào cả, mà là hai ông bà lão đã bạc trắng mái đầu. Có khán giả nói, bộ phim có 90 phút, họ đã khóc đủ cả 60 phút luôn. Có người đã khóc hết cả một hộp khăn giấy, có người đã khóc đến nghẹt thở. Nhưng bất luận ra sao, tất cả khán giả sau khi xem xong đều đã phải cảm thán, đây chính là dáng vẻ đẹp đẽ nhất của tình yêu. Câu chuyện tình yêu cảm động đó chính là mình ơi, xin đừng qua sông. Ông lão năm nay 98 tuổi, từ nhỏ ông đã mất mẹ, trải qua cuộc sống vô cùng cực khổ. Cho đến năm 23 tuổi ấy, ông đã gặp được bà lão. Năm đó bà lão mới 14 tuổi, lúc đó bà còn chẳng hiểu thế nào là vợ chồng, thế nên ông lão vẫn chưa thể ngỏ lời với bà. Cho đến năm bà 18 tuổi, bà đã chủ động nắm tay ông lão, quan hệ vợ chồng mới dần trở nên rõ ràng. Đến nay, bà lão đã 89 tuổi rồi, họ đã cùng nắm tay nhau bước qua 75 năm cuộc đời. Nhưng tình yêu của ông lão với bà lão vẫn như nồng nhiệt như ngày nào. Dù đã ở tuổi xế chiều nhưng họ vẫn thích mặc đồ đôi, đã nắm tay nhau cả một đời nhưng vẫn cảm thấy nắm chưa đủ. Ông lão nói, từ lúc gặp được bà nội, ông không còn cảm thấy cô đơn nữa. Gió thu nhẹ thổi, lá rơi đầy khắp sân. Bà lão giống như một cô gái nhỏ, quét mệt rồi thì lại than đau mắt, mỏi tay. Ông lão nghe thấy thế chỉ cười nhẹ và bảo, bà mau đi nghỉ đi, để tôi quét nốt. Không dễ gì mới quét được đống lá khô. Ông nội lại muốn trêu chọc bà lão, ông túm một đống lá khô rồi ném vào người bà lão, khiến bà lão rất giận, lập tức đáp trả ông. Hai ông bà lão tuổi đã xế chiều vẫn vui đùa giống như đứa trẻ. Cuối cùng, bà lão đã giận dỗi ông lão. Ông liền đến ven đường ngắt mấy bông hoa cúc dỗ dành bà. Họ cùng cài hoa lên đầu đối phương. Ông nội khen bà lão đẹp như hoa, bà lại khen ông vẫn đẹp trai như hồi còn trẻ. Cứ như vậy, hai người lại hòa hợp như ban đầu. Đến chiều, bà lão đang rửa rau ở bên suối, đột nhiên có người ném đá xuống suối, nước bắn lên người bà lão. Bà ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ông nội đang ngồi trên bờ cười đùa. Ông lại ném thêm hòn đá nữa xuống suối, bà lão liền cầm theo chậu nước, bắt đầu đáp trả ông nội. Hai ông bà bắt đầu trận đại chiến té nước, bà lão hất xong bát nước liền quay đầu bỏ chạy. Các bạn ơi, cái đoạn này mình thấy giống Super 200 sau gần Tommy tỷ tình xuyên. Ông nội cả người ướt nhẹt, nhưng vẫn nở nụ cười ngây ngô. Đến tối, bà lão rất nhát gan, đến nhà vệ sinh nhất định phải bảo ông lão đi cùng. Bà còn dặn dò ông tuyệt đối không được bỏ đi, ông phải đứng đây hát cho tôi nghe. Ông nội cũng rất chiều bà, bất kể bà lão có nói gì, ông đều sẽ đồng ý với bà. Đợi sau khi bà lão vào trong, ông liền lắc đầu hát bài dân ca quen thuộc. Bà nội vừa ra ngoài, vẻ mặt đầy ý cười, bà khen ông hát thật hay, hỏi ông có lạnh không. Trong màn đêm yên tĩnh, hai ông bà dường như còn rất nhiều điều chưa nói. Ngày đó, họ đã dắt tay nhau, mang theo liềm đi lên núi chặt củi khô để chuẩn bị cho mùa đông. Ông nội tuổi đã cao, chặt được vài thanh củi đã phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Những lúc như thế, bà lão đều sẽ ngồi bên cạnh ông, cùng ông trò chuyện để ông bớt chán nản. Lúc xuống núi, trên lưng ông lão đã vác một bó củi khô. Bà lão kéo theo một cây củi đi theo sau ông. Ông lão nói, ông phải sống đến 100 tuổi. Đến lúc đó, bà lão vẫn phải nấu cơm cho ông ăn. Bà lão liền cười mắng ông. Ông mơ đẹp quá ha, tôi còn lâu mới chăm sóc cho ông. Nói thì nói vậy, nhưng mỗi lần bà lão nấu cơm cho ông lão ăn, vẻ mặt bà rất mãn nguyện, bởi vì ông nội trước giờ chưa từng chê cơm bà nấu. Cho dù là không ngon, ông nội cũng sẽ lặng lẽ ăn hết đồ ăn mà bà nấu. Trước mắt thu qua đông tới, tuyết phủ trắng xóa cả ngôi làng. Hai ông bà lão đã dậy từ rất sớm, mặc đồ tình nhân, quét dọn tuyết trong sân. Có người nói, ăn tuyết đầu mùa rất tốt cho thân thể, đầu óc sẽ minh mẫn hơn. Hai ông bà tôi một miếng, ông một miếng, trong lòng thầm cầu mong đối phương nhất định phải khỏe mạnh. Ông nội ăn xong lập tức bày tỏ tai ông đã nghe rõ luôn rồi, có thể nghe thấy cả âm thanh bên kia núi nữa. Bà lão liền bật cười, không ngừng vỗ tay. Ăn tuyết xong, hai vợ chồng già lại hồn nhiên như trẻ thơ, cùng nhau chơi ném tuyết. Họ còn nặng người tuyết theo hình dáng đối phương. Kết hôn đã hơn 70 năm, ngày nào của họ cũng như đôi vợ chồng mới cưới. Đến năm mới, các con cháu đều từ thành phố trở về chúc Tết hai ông bà lão. Không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt, làm cả một bàn thức ăn ngon. Đây là ngày đoàn viên khó mà có được. Hai ông bà vô cùng vui vẻ, thật tuyệt biết bao nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Đáng tiếc là tháng năm vô tình, sinh lão bệnh tử là một định mệnh không bao giờ có thể tránh khỏi. Mùa đông năm đó, ông lão đã đổ bệnh nặng, sắc mặt ông đã trở nên nhợt nhạt, liên tục ho khan. Cả
cả người ông đã gầy mất một vòng. Cơn ho hành hạ đã khiến ông cả đêm không ngủ được. Cổ họng giống như một ống thổi bị rò rỉ, mỗi lần hô hấp đều phải dốc hết sức lực. Bà lão thấy ông như thế vô cùng đau lòng, nhưng chỉ có thể xoa lưng giúp ông thuận khí. Lúc trước để tiết kiệm điện, hai ông bà đến 10 giờ tối đã tắt đèn rồi, nhưng giờ ông lão cần mở đèn cả đêm. Bà lão biết ông đang sợ hãi, sợ nhắm mắt rồi ông sẽ không còn thấy bà lão nữa, cho nên cho dù bà có buồn ngủ cũng vẫn kiên trì ở bên ông lão, đợi đến khi ông lão thiếp đi. Nhưng bà không biết là mỗi lần bà ngủ, ông đều sẽ trộm nhìn lén bà, nhìn kỹ khuôn mặt bà rồi nhẹ nhàng xoa mặt bà. Mặc dù đã nhìn cả 70 mấy năm nhưng ông vẫn không thấy chán. Chỉ có điều lần này ánh mắt của ông nội lại ẩn chứa quá nhiều nỗi lưu luyến và bất an, bởi ông biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa rồi. Thân thể của ông càng ngày càng yếu, đi được vài bước đã phải dừng lại thở gấp, ngay đến tắm rửa cũng chỉ có thể nhờ bà lão giúp đỡ. Ngày đó ông đột nhiên nảy ra ý nghĩ, ông muốn treo cái gương lên trên tường, nhưng bất luận ông có cố gắng thế nào vẫn không thể nhấc được cái gương. Hết cách, bà lão chỉ đành nhờ hàng xóm giúp đỡ. Chiếc gương đã được treo lên, nhưng tâm trạng của ông lão lại càng thêm lạc lõng. Ông trách mình già cả, không còn sức nữa. Thời gian đúng thật là tàn nhẫn, ông từ một thanh niên khỏe mạnh giờ đã là một ông lão già cả yếu đuối. Ngày đó, hai ông bà lại dậy từ rất sớm để đi đến chợ mua quần áo cho các con. Bà lão bước đến cửa hàng quần áo, muốn chọn một bộ quần áo trẻ con 3 tuổi và 6 tuổi. Chủ cửa hàng vốn tưởng rằng bà mua cho cháu chắt, nhưng thực ra ông bà định mua cho những đứa con ruột của mình. Thì ra, ông bà từng có 12 người con, nhưng năm đó chiến tranh loạn lạc, 6 người con không may qua đời. 6 người con này đã trở thành nỗi mất mát lớn lao trong lòng họ. Về đến nhà, bà lão đã xếp gọn quần áo mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà vừa khóc vừa nói, những bộ quần áo này đẹp quá, lúc các con còn sống chưa từng được mặc. Nếu như các con vẫn còn sống, họ sẽ mua cho chúng thật nhiều đồ ngoan quần áo đẹp. Hai người đã hẹn rằng bất luận ai đi gặp các con trước thì đều sẽ đưa những bộ quần áo này cho các con mặc. Đây là lần đầu tiên bà nói đến chuyện sinh tử. Chớp mắt lại vào hạ, hôm nay là ngày sinh nhật 90 tuổi của bà lão. Các con cháu đều trở về từ rất sớm để mừng sinh nhật bà. Họ không chỉ làm một bàn ăn ngon mà còn chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật. Dưới sự chúc phúc của mọi người, ông bà lão cùng nhau thổi đến bánh sinh nhật. Lúc ăn cơm, cả nhậu đều quây quần bên nhau cùng trò chuyện. Nhưng sau khi ăn xong, các con cái nói đến chuyện bệnh tật của bố, ai cũng nói mình không thể chăm sóc ông, và rồi họ lại cãi vã, thậm chí ngay trước mặt hai ông bà họ còn định đánh nhau. Nhìn thấy cảnh này, hai ông bà ngoài tức giận ra cũng chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Họ chưa từng nghĩ mình già rồi ngược lại đã trở thành gánh nặng của các con. Qua mấy ngày sau, họ đã đi khám sức khỏe định kỳ. Hai ông bà lại mặc đồ đôi đến bệnh viện kiểm tra. Bà nội mặc dù đã 90 tuổi rồi nhưng bà vẫn rất sợ tiêm. Lúc kim tiêm còn chưa cắm vào, bà đã sợ đến khóc lên. Sau khi tiêm xong, bà lão liền giận dỗi ông lão. Bà nói mình thì đang chịu khổ mà ông còn ngồi một bên không chịu đến an ủi người ta. Ông lão chỉ cười thầm mà không nói lời nào, chỉ là luôn xoa nhẹ lên chỗ bà lão vừa tiêm. Trên đường về, ông nội dựa vào bên cầu thở hồi lâu. Thân thể của ông đã không chống đỡ nổi bao lâu nữa rồi, dường như là một loại dự cảm. Không lâu sau, chú chó đã nuôi từ lâu trong nhà cũng đã ra đi. Ông bà lão vô cùng đau lòng chôn chú chó ra sau nhà. Nhìn bóng lưng của ông nội, bà nội lòng thầm nghĩ, chú chó nhất định là dự cảm được rằng ông lão sắp phải đi, cho nên nó mới đi trước để dò đường cho ông. Giờ các bạn nghe lại nha, đây là Hứa Hát cấm khóc nha. Nếu là như vậy, bà thầm cầu mong ông trời cũng để mình bước tiếp theo ông. Mấy ngày sau, trời mưa tầm tã. Vào một đêm mưa gió, thân thể của ông nội cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Bệnh của ông ngày càng nghiêm trọng. Bà lão đã gọi các con quay trở về. Nhìn thấy bố mình bị bệnh tật hành hạ, cô con gái nhỏ liền bật khóc. Cô khóc lóc gọi bố ơi, bố mau dậy uống thuốc đi. Uống thuốc rồi sẽ khỏe lại thôi. Nghe được lời này, bà lão cũng không kìm được nước mắt. Bà nói đã đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cũng đã cố hết sức. Tuổi ông lão đã cao rồi, uống thuốc cũng không có tác dụng, chỉ có thể ở bên ông trong những ngày tháng cuối đời. Con trai cả đã gọi điện thoại cho những người anh em khác, có thời gian thì hãy quay về gặp mặt bố một lần. Nhìn thấy ông lão đang thở hổn hển, các con ông mới nhận ra rằng cũng sắp đến lúc phải nói lời chia ly với bố mình rồi. Tất cả mọi người đều chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ có bà lão lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến ly biệt lần này. Bà đã sắp xếp quần áo của ông nội theo mùa, sau đó mang chúng đến bên bếp lửa đốt từng cái một. Bà lo lắng ông nội sang thế giới bên kia không thể chăm sóc tốt bản thân mình, không phân biệt được mùa nào mặc quần áo gì, lạnh hay nóng cũng không biết phải làm sao. Chỉ có chuẩn bị kỹ càng trước, bà mới có thể an lòng. Bà lão nói ông lão sẽ đi trước dẫn đường cho bà, rất nhanh thôi họ sẽ lại gặp nhau. Truyền thuyết nói sau khi con người chết đi đều sẽ phải đi qua một dòng sông để đến được bờ bên kia. Mấy ngày đó trời mưa giả xích, mặc dù đã chấp nhận quy luật sinh lão bệnh tử, thế nhưng bà lão mỗi ngày đều cầm theo ô lặng lẽ ngắm mưa. Nhìn thấy dòng sông trong vắt, lòng bà không khỏi thì thào, mình ơi,
xin đừng qua sông. Đặc biệt là khi nhìn thấy người mà bà thương quý và chịu sự dày vò của bệnh tật. Chỉ còn lại da bọc xương, bà cũng không thể cố tỏ ra kiên cường nổi nữa. Bà ở một bên lén lau đi nước mắt. Mấy ngày sau, ông lão không thể ăn vào nổi nữa. Bệnh viện nói ông lão chỉ còn lại 3 tháng nữa. Bà lão đã trở về nhà, thu xếp quần áo của ông lão, rồi giặt đồ của ông nội. Sau khi phơi xong xuôi, bà lại đến phòng bệnh của ông lão. 3 tháng này, bà luôn ở bên cạnh ông lão. Có lúc, bà sẽ tưởng tượng ra, ông lão cùng bà chậm chậm đoạn đường dài chưa từng thay đổi. Họ nắm tay nhau, cùng dưới giấc nhau leo lên núi. Đến cuối đoạn đường, họ hàng đều vẫy tay chào tạm biệt hai ông bà lão. Hai ông bà cũng sẽ mỉm cười từ biệt họ. Sau này, trên cái ghế trong sân không còn hình bóng quen thuộc của ông nội nữa. Ông vẫn không thể chống đỡ qua được mùa đông năm đó. Bà lão bước trên nền tuyết, chuẩn bị đi tiễn biệt ông lão. Thời gian dường như quay ngược trở lại 76 năm trước. Năm đó, lúc trời đổ đầy tuyết trắng cũng là lúc ông cưới bà về nhà. Đến giờ vẫn là dưới trời tuyết trắng ấy, bà lại đi tiễn biệt ông. Khoảng cách giữa hai trận tuyết này là 76 năm. Nhưng tình yêu to lớn của hai ông bà vẫn chẳng hề thay đổi. Ngày an táng ông lão, bà lão đã đứng dưới trời tuyết trắng, thiêu quần áo của các con cho ông lão. Bà bảo ông gặp được các con thì hãy mặc cho chúng. Bà lấy tay lau nước mắt rồi nói lời từ biệt cuối cùng với ông lão. Dù cho không có ông bên cạnh, tôi vẫn sẽ sống tốt. Tôi nhất định sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc. Ông yên tâm nhé. Bà lão còn nặn cho ông lão một người tuyết, như thế ông sẽ không còn cô đơn nữa. Bà dặn dò ông lão, lúc nhớ bà nhất định phải cố nhẫn nhịn. Và hãy vui vẻ phấn chấn lên vì bà sẽ sớm đến gặp ông thôi. Bà còn nói lúc mình nhớ ông, bà cũng sẽ cố kìm nén. Nhưng làm sao có thể kìm nén nổi đây? Người mà mình yêu thương một đời cũng không còn trên đời nữa. Bà kìm nén đau thương trong lòng, nói mình phải về nhà rồi. Nhưng mới xoay người bà lại không lỡ rời đi. Bà lão cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi nữa. Bà ngồi trên mặt tuyết trước phần mộ của người mình yêu, rồi òa khóc nức nở. Ok các bạn ơi, mình đã không thành công mà mình thất bại các bạn. Cái phim này mình thấy nó hay lắm luôn á. Hồi đó tới giờ mình mới coi được cái phim mà nó cảm động mình khóc luôn. Mình thấy cái phim Titanic với cái phim này nó hay nhất rồi các bạn. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ok, để mình luận 5 sao. 10 sao chứ. Ở đó tới giờ mình mới xem cái phim nào mà nó hay luôn ấy các bạn. Chờ mình chút, mình đi làm mất. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye.